những nhóm bạn bè nhắc nhau trên Zalo về đường về có nồng độ cồn. Những dịch vụ đưa đón người uống rượu bia đã mở ra về đến các tỉnh. Và lễ Tết năm nay không rượu bia, say sưa có được không? Khi chuyện xử phạt nồng độ cồn vừa nhen nhóm được nhắc đến trên bàn nghị sự của Quốc hội cũng là lúc được bàn rôm rả ở khắp quán xá. Từ quán vỉa hè bình dân đến nhà hàng sang trọng, từ những cuộc nhậu lẻ tẻ đến tiệc tùng dỗ lễ và tất nhiên cũng có mặt trong các buổi nhậu của chúng tôi. Ai cũng sợ bị phạt tốn nhiều tiền, tránh nhiều rắc rối xáo trộn cuộc sống khi bị phạt nhưng quan trọng hơn là bảo vệ an toàn cho bản thân mình. Đây cũng là cách mở ra cơ hội công việc cho người khác, đặc biệt cho các bạn sinh viên. Hẹn hò có men là thói quen khó bỏ, thói quen được nuông chiều và dung dưỡng bao năm nay. Những cuộc gặp đôi khi còn vì lý do làm ăn, nhu cầu tình cảm với không ít người. Nhưng với những gì đang diễn ra quanh mình, tôi tin sẽ đến lúc mọi người phải chọn cho mình cách hoặc hạn chế rượu bia để giảm tiêu tiền. Hoặc khi đã có rượu bia phải chọn dịch vụ đưa mình về nhà an toàn như một thói quen mới. Năm cũ gần qua, những ngày lễ Tết sắp đến, như mọi năm có nghĩa là sắp đến những ngày. Phải nhậu mới vui. Năm nay có cách nào mới để ăn lễ, ăn Tết kiểu giảm bớt, bỏ dần những cuộc nhậu. Lễ Tết không ép nhau quá chén, vẫn vui. Điều này nhiều người chưa tin sẽ có thể làm được. Nhưng không cứ gì mà không bỏ khi thói quen cũ đã thành bất tiện và bất an. Phần lớn người dân chúng ta vẫn đang di chuyển bằng phương tiện cá nhân, đến nhà bạn bè hay ra quán. Những ngày lễ Tết, vui cách nào còn phụ thuộc điều kiện kinh tế và những hoàn cảnh khác nhau của mỗi gia đình, mỗi người. Không nhất thiết phải có uống ít nhiều mới vui, nếu muốn uống phải tính đường về cách nào. Đây sẽ là thay đổi lớn trước thềm 2024 và Tết Nguyên đán năm nay. Số người uống rượu, bia tham gia giao thông chắc chắn sẽ giảm, tai nạn giao thông ngày lễ Tết sẽ giảm theo, đó mới là niềm vui chung của xã hội. Không phải vì sợ nay ai bị phạt mà vì trong từng cuộc vui mọi người cùng nhắc nhau thay đổi để đường về an toàn.